Hello anh em, thì hôm nay mình vừa về cuốn sách 1027 phiên bản đặc biệt nha. Cái này có nhiều anh em gọi bản RG nhưng mà thường mình gọi phiên bản đặc biệt đi cho nó dễ nhận diện hơn ha. Ok anh em, thì bây giờ mình sẽ quay cận cảnh tất cả những gì trên xe cho anh em biết luôn. Nhưng mà sẽ quay từ chỗ hôm trước nha. Đây là heo gimbal ha. Đây là lốc máy. Ok, giờ mình sẽ chỉnh cái ốc chỉnh ngâm ti. Ốc chỉnh ngâm ti đây ha. Nó dài lên sau nó quay cái bản phiên bản đặc biệt cho mình xem đây ha. Edison chở chữ phụ lệnh đây ha. Mình mới vừa vô ốc này cực kỳ đẹp, không biết anh em có cùng ý thích mình không, nhưng mà mình rất thích ốc này, ốc bô này. Ok, mình sẽ đổ bên kia nha. Đây là phía trước của chiếc ngàn phiên bản đặc biệt nha, 27 nha. Này là vỏ rớt 5 nha. Cái này là vỏ được cái mệnh danh là đa địa hình ha. Mình có thể chạy đường đua được, đường trời mưa được, đường xấu được và cả đường đẹp cũng vẫn được. Không có, nó không bị giới hạn đường ha. Mình thường gọi cái nó vỏ là vỏ kêu bằng gì, giống như vỏ đa năng vậy đó, không bị hạn chế gì hết á. Dùng vô cái tay tay con cho thắng cho anh em xem. Đây tay con nha, vậy đây là thắng. Ok, mình sẽ quay bên kia nha. Rồi bên đây là bên trái của nhất ngàn 27 phiên bản đặc biệt nha. Mình sẽ quay trước đi, trước. Này heo gimbal ha. À, đĩa IBS và đĩa gimbal luôn nha. Đây cái chữ, cái logo đĩa gimbal nó đây. Đĩa gimbal ha, cái logo gimbal nó đây ha. Giờ phụ ô lình cái nút tăng chỉnh ở đây. Cái này, cái núm xoay này mình có thể chỉnh cứng mềm ha, tùy theo đường và tùy theo mình đi một mình hay là đi hai người ha. Thì mình sẽ căn chỉnh ở đây. Thường mình sẽ siết vô. Mà siết vô như vậy nó vừa tay gì, rồi theo cái nào mình chạy mà cảm thấy nó cứng quá, mình sẽ xả cho mình nhẹ nửa vòng ha. Giờ mình cảm thấy mà nó chưa ok mình xả nửa vòng nữa. Khi nào mình thấy nó hợp lý thì thôi. Giờ mình khi mình đi hai người nó cũng vậy. Tùy theo mình thì tùy chỉnh ha. Nó có thể mình đang vừa đang chạy mình chỉnh được luôn. Giờ mình sẽ quay cái đi sau anh em xem. Ok, giờ anh em là máy. À, giờ sẽ quay phía sau nha. Giờ đây là mặt sau của chiếc 1027 phiên bản đặc biệt nha. Gió 5 ha, gió này mình cứ đi đường trường không bao giờ bị chật ha, trời mưa vẫn đi được bình thường. Và trời nắng mà đi nó cũng không hao vỏ nữa.
Giờ bô móc sẵn luôn nha. Mình sẽ đè cho anh em nghe, mình sẽ đè máy lên cho anh em nghe. Chờ xíu cho đổ lên. Kéo đi. Đây, 53, 54 độ rồi. Bây giờ 61 độ ha. Bây giờ cái xe đó nó hạ máy xuống, mình có thể này ra được nha. Anh em lưu ý điều này ha. Sẵn mở đi luôn cho anh em biết luôn. Cái con này là đang là 9.127 cây ha. Sẽ hướng dẫn anh em trên này luôn, có nhìn này anh mới mua xe không biết. Cái này là ở đo ha, 9.127 cây. Cái này chip. Cái này là km trên lít ha, mình chạy bao nhiêu cây số một lít á, nó sẽ hiển thị lên trên đây, tùy theo cách mình chạy. Cái này để 1 km mình chưa có chạy thử, nó chưa hiển thị chính xác. Cái này là dung lượng xăng, khi nào mình chạy nó sẽ hiển thị dung lượng xăng còn lại trên quãng đường mình chạy nha. 100-200 cây gì đó. Thường nếu mà cái dung lượng xăng nó tầm gì thì nó còn khoảng cỡ hơn 100 cây, nó khoảng 150. Đang là 63 độ ha, 63 độ C ha. Mình có thể chuyển qua độ F được. Và cái km trên giờ trên này mình có thể chuyển qua mai được nha. Ok. Cái này thì bây giờ mình sẽ đầu tiên mình sẽ giới thiệu về con chiếc này là hải quan chính ngạch nha. Và đầu ghi nó còn là hai chìa khóa đầy đủ ha. Cái này chỉ hít nha. Và cặp kính hậu ghi nữa, cặp kính hậu ghi gắn đây, nhưng mà thường mình rất là ít gắn, mình chỉ mang theo, mình chỉ giao xe khi nào có anh em mà có đó mình mới đăng ký xe, mình mới mang đưa giao cho anh em đăng ký dễ thôi, chứ ít khi nào anh em nào gắn lắm. Tem mình xăng còn ha, tem phiên bản đặc biệt còn ha. Chuyển phương án đặc biệt là sao?
chỉ coi xe kia, con năm nấc nè, cái này nó bóp con cực kỳ nhẹ không nha. Bắt đầu 26 nó đã cái đòi cái tiếng nó đã bóp con nhẹ rồi, mà 27 này nó có cái tay con bóp lại cái 7 này nè, mình sẽ bóp nó nhẹ hơn rất là nhiều so với các loại trước nữa. À, này thêm một cái hay nữa, bắt đầu 27 nó sẽ hiển thị số này luôn nha, hiển thị báo số trên đồng hồ luôn. Các loại trước không có ha, từ 26 trở trước nó sẽ không có hiển thị số. Bắt đầu 27 nó mới có được làm được điều này nha. Thì dung lượng xăng cái 27 nó cũng đồng khác, từ 26 giờ trước nó sẽ hình tròn ha, còn 27 nó sẽ hình cái thang, cái nắp thang vậy. Phím này ha, phím là chưa cái mòn chày gì hết nha. Yên là còn chưa chày gắt gì hết ha. Này đã có chống đổ nè, bảo vệ các nước nè, cổ bô nè, quay cổ bô anh em xem, cổ bô chữa vàng ha, vẫn ly nóc bình thường, những cái màu đấy. Số còn liền nè, cái này nó hơi bị tiếc là cái anh này anh xài cái ốp chùm á, cái anh chủ trước nó xài ốp chùm á, cho nên cái đầu này nó hơi bị xét xíu, nhưng mà cái này mình có thể khắc phục được bình thường ha, không sao hết, mình có thể vệ sinh được, làm cái được, còn quan trọng mấy cần số đây thôi, quan trọng nó mấy này ghi thôi. Ốc nha, ốc trăm ti nè. Khuyên em lên gọi thoại trực tiếp mình ha, có rất là nhiều anh em thắc mắc tại sao mình không báo giá trên này, nhưng mà sự những anh em mà hỏi giá trên YouTube hay là hỏi giá trên bình luận á, chứ nhiều không anh em nào mua, những anh em nào mua thì gọi thoại cho mình, giờ có những anh em đặt hàng trước là tháng trời mà kiếm xe trên em thì mình quan tâm ha, những lòng tội đi, còn những anh em mà bình luận hỏi giá thì anh em không cảm ơn, mình không trả lời được ha, anh em cứ gọi đi, để biết giá chính xác hơn, chính mà mình có xe mà mình muốn mua mà mình không biết gọi nên là em biết mình anh em chỉ dám làm những cái ô xe mình thích, tại vì để đam mê ô xe mình để thực hiện được nó rất là nhiều tốn, rất là nhiều công sức ha, gọi một cuộc gọi thoại nó không tốn kém gì đâu, nếu không anh em cứ nhá máy mình sẽ gọi lại ha, anh em gọi lại cho mình là anh em muốn mua xe anh gọi lại cho em nói chuyện, còn anh em cứ gọi hỏi chuyện mình đi 5-10 phút gì đó anh em mới thắc mắc thì nó sẽ làm kẹt cho anh em ha, cái gì đó là bình thường nha. Ok, thì anh em chuẩn bị.